cầu não nó như một cầu nối hai hai bán cầu tiểu não, phải không? Bây giờ nó có tên là cầu não. Mặt trước cầu não ấy thì có một cái rãnh ở trên đường dọc giữa này cho cái động mạch nền nó đi. Còn ở cái mặt bên cầu não ấy, đấy, giữa mặt trước và mặt bên ấy, thì có cái một cái dây thần kinh sọ thoát ra, có hai cái rễ thoát ra của cái dây sọ số 5, rễ cảm giác thì ở ngoài hơn, to hơn. Có cái rễ nhỏ hơn phía trong đây là rễ vận động của dây số 5. Còn vừa ta nói ở cái rãnh giữa hành và cầu não thì có ba cái dây sọ là 6, 7 và 8. Ta nói đến những cái dây sọ này ở trên bề mặt thì tí ta sẽ liên hệ là trên mặt cắt qua cầu não ấy, sẽ có nhân của các dây này. Tức là sẽ có nhân các dây 6, 7, 8 và 5 ấy, nó ở bên trong. Đấy là cái mặt trước cầu não. Còn cái mặt sau cầu não ấy, thì mặt sau cầu não thì ở hai bên ấy, thì chính là cái cuống tiểu não giữa cắt đi rồi đấy. Ở đây tôi muốn nhìn thấy mặt sau cầu não, ta phải bỏ tiểu não đi. Thì cầu não nó nối với hai bán cầu tiểu não, nối với hai bán cầu tiểu não bằng hai cuống tiểu não giữa. Đây là cuống tiểu não giữa bên phải, còn cuống nữa ở bên trái. Ở khoảng giữa hai cuống tiểu não giữa đó đấy, thì cái mặt sau cầu não nó tạo nên cái phần phía trên của cái sàn não thất 4, tức là cái hố chám ấy, tạo nên cái phần trên của sàn não thất 4. Đấy, còn đây là cái dây 5 thoát ra ở mặt trước bên của cầu não. Rồi cái hình ngoài của cầu não thì không có gì đặc biệt. Thì bây giờ ta xem là cái bên trong cầu não có những cái gì. Nếu như cầu não bên ngoài ta nhìn thấy cái chất xám ấy, thì nó có nhân các dây thần kinh sọ, đúng không? 5 đến 8. Thì ở bên trong ấy, ta sẽ thấy nếu bên ngoài ta thấy cái dây thần kinh sọ 5 đến 8 thì bên trong ta sẽ thấy nhân của cái dây đó, đúng không? Ví dụ đây là nhân dây 7. Xin lỗi, đây là nhân dây 5. Cái nhân dây 5 đây là thiết đồ mặt cắt qua lưng chừng cầu não. Thì phía sau, mặt sau cầu não chỗ này nó tạo nên cái sàn não thất 4 đây. Còn chỗ này thì chính là cái cuống tiểu não giữa, nối hai cái đầu của cầu não với hai cái bán cầu tiểu não ở phía sau. Đây là cuống tiểu não giữa. Thì bên trong ấy sẽ có nhân, có dây sọ. Đây là nhân dây 5. Thấp hơn ấy, ta sẽ có nhân dây 6. Dây nhân dây 8. Nhân dây 8 thì nó có cái nhân ốc và có nhân và các nhân tiền đình. Thì đây là các nhân tiền đình dây số 8, nó nằm trong thành phần nhân dây 8. Còn đây là nhân dây 7, nhân vận động dây 7, nhân dây 6, nhân dây 8. Thì tóm lại về chất xám thì có nhân của các dây thần kinh sọ từ 5, 6, 7, 8. Về chất trắng ấy thì đây là cái bước cắt đây nhé, đây là cắt qua đầu dưới hình não, cắt qua đầu dưới cầu não, chỗ thoát ra của dây 6 đây, chỗ thoát ra của dây 7 đây, đây là chỗ thoát ra của dây 8 ở dãy hành cầu.
Về chất trắng thì chúng ta vẫn thấy các giải qua lại hành não tủy sống phía dưới và các vùng não cao hơn, thì tất cả các giải vận động và cảm giác vẫn tiếp tục qua lại cầu não. Thì trên mặt cắt quang co cầu não thì cái phần trước cầu não ta gọi là vùng nền cầu. Ở vùng nền cầu ấy, ta sẽ thấy là có các giải đi xuống, đây chính là cái giải tháp. Đây là giải tháp. Giải tháp. Rồi ta ở vùng nền cầu ta còn có các cái nhân của cầu não, ta gọi là các nhân cầu, nó nằm rải rác chứ nó không tụ lại thành một cái nhân lớn. Thì các nhân cầu là những cái chỗ mà cái thân neuron cho sợi đi vào tiểu não. Nhân cầu là nơi mà tận cùng của những sợi từ vỏ não đi xuống, và đồng thời là nơi xuất phát của những sợi mà từ nhân cầu đi vào bán cầu tiểu não bên đối diện. Và những sợi đó ấy, tạo nên cái sợi cầu ngang, và những sợi cầu ngang đó sẽ đi vào tiểu não bên đối diện qua cái cuống tiểu não giữa. Đấy là vùng chân cầu. Vùng chân cầu tóm lại là có cái sợi đi ngang từ nhân cầu vào tiểu não, và có những sợi chạy thẳng đứng từ, nó gọi là những sợi cầu ngang đấy, và những sợi chạy thẳng đứng từ não xuống, đó chính là giải tháp. Wow. Thì những sợi cầu tiểu não là xuất phát từ những cái đám tế bào ở vùng nền cầu não, đó là nhân cầu. Thì nói đây chúng ta biết là chức năng, một chức năng quan trọng của cầu não, khi mà nói đến cầu não ấy thì ta phải hiểu cầu não là con đường chuyển tiếp, nó có những cái nhân chuyển tiếp của con đường tiếp nối giữa đại não và tiểu não. Tức là từ vỏ đại não nó không đi thẳng đến đại não, đến tiểu não được, không có sợi trục đi thẳng đến tiểu não, mà phải gián tiếp qua cái trung gian của nhân cầu. Tức là sẽ có cái chặng từ đại não đến nhân cầu, chặng tiếp theo là từ cầu não đến tiểu não qua đường của cuống tiểu não giữa. Thì ta hiểu cầu não là cái chặng chuyển tiếp của con đường tiếp nối đại não tiểu não, đấy là vùng nền cầu. Còn ở vùng chân cầu ấy thì có nhân của cái dây sọ mà tôi đã nói, đúng không? Và đồng thời có các giải đi lên và đi xuống, chúng ta đã biết, đặc biệt là có cái giải mà chúng ta nói đến lúc trước, đó là giải liềm giữa. Cái liềm giữa chính là tự nhiên thon nhân trơn mới đi lên, nó đã từng ở cái tiết độ trước là đi qua hành não trên này. Thì tiếp tục nó sẽ đi qua cầu não, và lên cao nữa nó sẽ đi qua trung não trước khi nó đến đồi thị. Thì đây chính là cái liềm giữa. Ngoài ra thì những cái giải chất trắng khác thì ta còn có cái liềm tủy của những cái giải tủy đồi thị trước và bên, rồi các cái giải tủy tiểu não. Còn giải tháp thì đi phía trước qua cái vùng nền cầu. Thì đấy là cầu não. Đối với cầu não ở hình thể ngoài thì nhắc thêm một cái ý nữa, tức là cái nhân dây 6 ở cầu não đấy thì nó nằm giáp với cái sàn não thất 4. Thì cái nhân dây 6 là cộng với những sợi từ những sợi vận động thì cái nhân vận động dây 7 ấy, thì những sợi vận động từ nhân vận động dây 7 có đặc điểm là nó không đi từ cái nhân thẳng ra trước, và trước khi đi ra trước nó có một đoạn vòng ra sau quanh những nhân dây 6. Và những sợi đó ấy, thì làm cho cái nhân dây 6 đã lồi ở gần sàn não thất 4 thì càng lồi thêm. Thì cái lồi đó ta gọi là lồi thần kinh mặt ở vùng sàn não thất 4. Cái lồi này chính là do các sợi dây 7 và cái nhân dây 6 nó tạo nên. Đấy là cầu não. Tôi đi vào trung não. Trung não về hình thể ngoài mà nhìn phía trước đây thì chúng ta thấy là nó đi từ cầu não, nó có hai khối chạy chếch lên trên và ra ngoài như hai cái cột nhà đấy, nhưng mà chạy chếch lên trên và ra ngoài lên đến tận đến cái chỗ giải thị giác phía trên của vùng da não trên này. Hai khối đó ta gọi là hai cuống đại não đấy, mặt trước ấy, ta thấy hai cuống đại não.
Và ở khoảng giữa hai cuống đại não ấy, ta có một cái hố ngăn hai cuống đó. Cái hố đó gọi là hố gian cuống đại não. Ngăn hai cuống đại não phải và trái. Gọi là hố gian cuống đại não. Ở cái sàn của hố gian cuống đại não ấy, thì ta có một cái vùng chất một cái vùng mô não, nó có những cái lỗ thủng do các mạch máu nó đi qua đi lại, động mạch nó xuyên từ bề mặt vào sâu và tĩnh mạch nó đi ngược lại, làm cho cái mô não ở vùng sàn của hố gian cuống đại não nó thủng lỗ chỗ. Thì cái vùng này ta gọi là chất thủng sau. Ta gọi là chất thủng sau là để phân biệt nó. Cái vùng cũng như vậy, nó ở phía trước của cái giải thị giác, phía trước bên giải thị giác, thì vùng này ta gọi là chất thủng trước, thì không thuộc vào trung não. Đấy, chất thủng sau nằm ở sàn hố gian cuống. Và ở giữa cái hố gian cuống, sàn hố gian cuống và cái bờ trong của cuống đại não ấy, thì có một cái rãnh để từ đó thoát ra cái đôi dây thần kinh sọ số 3. Cái dây thần kinh sọ số 3 thoát ra ở giữa bờ trong của cái cuống đại não và chất thủng trước cái sàn của hố gian cuống. Nếu như mặt trước của trung não là hai cái cuống đại não, thì mặt sau của trung não ta gọi là mặt trước. Nếu mặt trước trung não ta gọi là cuống đại não, đây là nhìn bên đây. Thì cái mặt sau trung não ta gọi là nó có bốn cái gò, thì gồm hai cái gò trên và hai cái gò dưới. Ta quen gọi trước kia là các củ não sinh tư đấy, củ não sinh tư trên hai cái và củ não sinh tư dưới hai cái. Thì cả bốn cái cộng lại thì ta gọi chung là mái trung não. Đấy. Như vậy vùng trước của trung não ta gọi là cuống đại não, thì vùng sau ta gọi là mái trung não. Và mái này thì gồm có hai gò trên và hai gò dưới. Thì cái vùng mái trung não nằm ở ngay dưới cái đầu sau của đồi thị, và cái vùng trên đồi thị là có cái tuyến tùng đây. Và chúng ta biết là vùng sau đồi thị thì nó có hai cái thể gối, là thể gối ngoài và thể gối trong. Thế thì cái gò trên của mái trung não đấy thì nối với thể gối ngoài qua một cái vùng ta gọi là cánh tay gò trên. Còn cái gò dưới đấy thì nối với cái thể gối trong của da não đấy qua một cái vùng ta gọi là cánh tay gò dưới. Như vậy đây là hai cái vùng, các cái cánh tay gò trên và dưới, để nối lần lượt gò trên và gò dưới với các cái thể gối ngoài và thể gối trong của cái đồi thị. Đồi thị là thuộc da não rồi. À. Thế còn ở dưới hai gò dưới thì ta có một cái gốc của cái màn thủy trên, ta gọi là hãm màn thủy trên. Và ở hai bên của cái hãm màn thủy trên của mặt sau trung não đấy, thì có một cái đôi dây thần kinh sọ duy nhất thoát ra ở mặt sau trung não, thân não, đó là dây, đó dây sọ số 4, dây thần kinh dòng dọc. Tóm lại mặt sau trung não thì ta gọi là mái trung não với bốn cái gò, và ở trên mặt sau này ta có cái dây 4 thoát ra ở mặt sau, còn dây 3 thì thoát ra ở mặt trước. Thì đấy là cái hình thể ngoài của trung não. Thế về cái hình thể trong của trung não. Hình thể trong của trung não thì đây là cái mặt cắt qua cái mức dưới, mức gò dưới. Thì đây là hai gò dưới đây. Mặt cắt cao nữa thì qua gò trên. Thì phía trước đây ta cắt qua vùng này, đây là cuống đại não đây. Trên thiết đồ qua trung não đấy thì ta thấy là đây là mái trung não phía sau, đây là cuống đại não phía trước. Thì trên mặt cắt qua cuống đại não ta nhìn thấy một cái vệt chất xám, cho nó nhiều sắc tố sắt hơn, thì nó trông nó đen hơn, thì nó gọi là chất đen hay là liềm đen.
cái liềm đen trên mặt cắt qua trung não này nó sẽ chia cái cuống đại não của trung não ra thành hai phần. Phần trước là phần nền cuống đại não. Đấy, cái nền cuống đại não này cộng với chất đen thì gọi là trụ đại não đấy. À. Còn phần sau chất đen của cuống đại não ta gọi là trần trung não. À. Gọi là trần trung não. Trước hết ta nói về cái nền cuống đại não ở trước chất đen này. Thì cái nền cuống đại não trước chất đen là chứa các cái dải đi xuống, những sợi đi xuống từ não đi xuống. Thì những sợi từ não đi xuống ấy thì gọi chung là dải tháp. Thì những sợi này ấy, bao gồm những sợi vỏ cầu, tức là từ vỏ đại não đi xuống nhân cầu mà vừa nói ở phần trước. Cái thứ hai là những sợi vỏ nhân, tức là từ vỏ đại não mà đi xuống nhân của các dây thần kinh sọ, nhân vận động của các dây thần kinh sọ, ví dụ nhân vận động dây 3, dây 4, dây 6, dây 7, 9, 10, 11, 12. Thì đấy là loại sợi thứ hai là vỏ nhân. Và có nhóm sợi thứ ba mà đi trong cái nền cuống đại não là những sợi vỏ tủy, tức là từ vỏ đại não mà xuống sừng trước tủy sống. Thì những sợi vỏ tủy như ta đã biết là nó đi qua trung não, cầu não và xuống đến hành não ấy, thì những sợi vỏ tủy đó chia thành hai cái dải, là dải những sợi bắt chéo thì tạo thành dải vỏ tủy bên, còn những sợi không bắt chéo thì tạo thành dải vỏ tủy trước, phải không nhỉ? Thì tất cả những sợi vỏ tủy, những sợi vỏ tức là từ vỏ não xuống tủy sống, những sợi vỏ nhân từ vỏ não xuống nhân vận động thần kinh sọ, nhưng mà nhân vận động thần kinh sọ là tương đương với sinh trước tủy sống, phải không? Về đường dẫn truyền. Và những sợi thứ ba là những sợi vỏ cầu, là từ vỏ đại não mà chạy xuống nhân cầu. Thì tất cả những sợi đó đấy sẽ tạo thành sẽ đi qua cái cuống đại não, phải không? Và tạo thành cái giải tháp ở trong cái cuống đại não này, phải không? Cái giải tháp này khi xuống qua thân não, xuống thấp hơn qua thân não thì những sợi vỏ nhân sẽ rời giải tháp đi vào nhân vận động dây sọ. Những sợi vỏ cầu sẽ dừng ở nhân cầu. Còn lại là những sợi vỏ tủy thì đi xuống đến hành não thì mới san ra thành hai cái giải vỏ tủy trước và vỏ tủy bên. Đấy. Đấy cái phần này nhá của cuống đại não. Đây là một cắt cuống đại não thì phần trước của cuống đại não trước chất đen ấy thì ta gọi là nền cuống, thì nền cuống chứa cái giải tháp là như vậy. Cái phần thứ hai của cuống đại não chính là chứa chất đen này, hả? Chất đen ta hay gọi là liềm đen ấy, thì trông nó giống như cái liềm, cái liềm. Cái chất đen này chính là nơi chứa những cái thân neuron mà sản xuất ra dopamine. Phần đặc chất đen này thì chứa những thân neuron sản xuất ra dopamine. Thì những thân neuron sản xuất ra dopamine, cái sợi trục của những neuron đó ấy, thì sẽ đi lên đến thể vân ở trên đại não. Và thành thử là khi mà thiếu những cái neuron sản xuất dopamine ở đây, chất đen này, thì sinh ra cái bệnh Parkinson. Đấy là vùng thứ hai. Cái vùng thứ ba ở sau chất đen của cuống đại não, vùng cuống đại não sau chất đen thì ta gọi là trần trung não. Là cái vùng này là kéo dài từ chất đen cho đến cái cống sinuyết, tức là cái cống trung não ở giữa trung não đây. Đến giữa trung não đây thì vùng này về chất xám mà nói đấy, ở vùng trần trung não này về chất xám mà nói thì ta có thứ nhất là nhân của hai cái dây sọ 4 và 3. Nhân dây 4 nó ở thấp hơn thì nó ở ngang mức cái gò dưới, còn nếu cắt cao hơn thì ta cắt qua nhân dây 3, nó nằm ngay ở trước cái cống trung não, cống sinuyết đây, nhân dây 4 và nhân dây 3. Đấy, cái phần chất xám thứ hai tức là chất xám quanh cống trung não. Đấy là về chất xám. Còn về chất trắng ấy thì ta có các dải chất trắng, đó là các cái liềm, đó là liềm giữa
Rồi. Đây, điểm tủy, điểm tủy thì gồm các giải tủy đôi thị. Đấy. Liêm giữa là con đường mà từ nhân thon nhân chiêm đi lên đấy. À. Có giải tỷ đô thị phải không? Đấy, ta có liềm bên là cái liềm mà chứa những sợi từ gò dưới đi lên, từ gò dưới này đi lên đến thể gối trong của đô thị, và những sợi thính giác thì tạo thành những liềm bên đấy. Ngoài ra còn có các giải từ tiểu não đi lên thì tạo thành cái bắt chéo của cuống tiểu não trên. Rồi cái giải truyền dẫn truyền nội bộ trong thân não đó là giải trần trung tâm. Thì đấy là những cái chất trắng ở vùng trần trung não. Thế là cái phần sau của trung não, tức là vùng mái trung não, thì nó có các gò trên và gò dưới. Thì gò trên gò dưới thực ra là những cái gò trên đấy là một cái trung tâm phản xạ về thị giác. Còn cái gò dưới chính là một cái trạm chuyển tiếp về thính giác, tức là cái đường nghe, tức là con đường từ nhân cẩm, nhân tiền tiền đình và nhân nhân ốc bụng và nhân ốc lưng ở đầu não ấy, là sẽ cho sợi chạy lên đến gò dưới này. Nó từ gò dưới này sẽ cho sợi chạy tiếp lên đến thể gối trong qua cái đường cánh tay và qua cái đường liềm bên này. Và vì thế cái gò dưới này chính là một cái trạm chuyển tiếp của con đường thính giác. Đấy, từ gò dưới nó sẽ đi qua cánh tay gò dưới, xong nó đi qua cái liềm bên để đến thể gối trong. Về bản chất ý, thì các gò này chính là cấu tạo, các gò trên và dưới cấu tạo bởi chất xám và cả chất trắng, có những cái lớp chất xám và chất trắng xen kẽ nhau nhưng mà nhiều chất xám hơn. Và về chức năng ấy thì ta hiểu cái gò dưới chính là trạm chuyển tiếp của cái đường thính giác, còn gò trên đấy là một trung tâm phản xạ về thị giác, tức là những sợi của thần kinh thị giác thì sẽ đi về gò trên và sẽ có những cái đáp ứng của những cái nhân ở gò trên đi tiếp xuống dưới. Đấy là thân não nhé. Tôi đi vào phần cuối của bài, tức là đại não. Đại não thì trước hết tôi đi vào cái hình thể ngoài của đại não. Với cái hình thể ngoài của đại não thì ta biết là đây là đại não đây. Xong cắt cái trung não đi, cắt ngang qua trung não và bỏ tất cả cái thân não và tiểu não phía dưới đi, đúng không? Mà nhìn từ dưới lên trên thì ta ra được cái hình này. À, nhìn vào cái hình não mà cắt bỏ tiểu não và thân não đi, nhìn từ dưới lên. Thì ta nhìn thấy ở đây cái còn lại đây là đại não và gian não. Gian não nó nằm ở ngay trên trung não. Thì cái đại não và gian não gọi chung là cái não trước đấy. À. Thế ở cái đại não ấy thì ta có một cái khe trên đường giữa. Đây, đây là banh ra, còn đây là không banh ra. Cái khe, một cái khe dọc ở trên đường giữa sẽ chia cái đại não thành hai nửa. Hai nửa, đây là nửa phải và đây là nửa trái, từ dưới lên. Thì cái khe đó ta gọi là khe não dọc. Gọi luôn là khe não dọc. Thì chia cái đại não thành nửa phải và nửa trái. À, mỗi nửa ta gọi là bán cầu. Đây là bán cầu phải và bán cầu trái. Hai cái bán cầu sẽ nhìn nhau qua khe não dọc và sẽ được nối với nhau qua cái mép nối hai bán cầu. Và nằm giữa hai bán cầu còn có một cái khu vực nữa, đó là cái gian não mà hôm nay ta không đề cập đến. À, gian não nó nằm trên trung não. Thế bây giờ ta quay trở lại với mỗi cái bán cầu, tức là đại não thì gồm hai bán cầu rồi, phải và trái. Thì mỗi bán cầu ấy, nó có ba mặt, ba mặt. Đây là chúng ta nhìn từ dưới lên đây. Thì đây là mặt nào?
mặt mặt dưới đại não. À, đây là mặt dưới bán cầu não phải nhé. À, mặt dưới của bán cầu phải. Còn đây là mặt dưới của bán cầu trái. À, thì đối với ta lấy cái bán cầu trái chẳng hạn, thì đây là mặt dưới này. Còn nếu nhìn từ bên này vào theo hình này thì đây là mặt mặt trên ngoài của bán cầu trái, tức là chỗ này hướng lên trên, chỗ này hướng ra ngoài, nói chung là mặt trên ngoài. Đấy. Còn mỗi cái bán cầu khi mà cắt dọc giữa qua khe nó dọc, nó cắt những cái mép nối giữa hai bán cầu ra và bỏ đi một bán cầu, thì đây chính là mặt cái mặt mà nhìn sang bán cầu bên đối diện qua khe não dọc, thì cái mặt này là mặt trong bán cầu. Như vậy mỗi bán cầu có ba mặt như vậy: mặt ngoài, mặt trên ngoài, mặt dưới và mặt trong. Đây, đây là mặt trong bán cầu sau khi ta bỏ đi thân não. Đây, cái hình này là chưa cắt bỏ thân não và tiểu não, cắt bỏ thân não và tiểu não, thì ở cái hình dưới này ta nhìn đồng thời của hai mặt luôn. Chỗ này là mép cái thể chai nối hai bán cầu, còn quanh cái thể chai là hai bán cầu được ngăn cách nhau bằng cái khe não dọc. Để cắt thể chai đi và cắt bỏ thân não đi, ta nhìn thấy đây là mặt trong bán cầu, đây là mặt trong bán cầu phải. Còn ở đây ta nhìn thấy một cái mặt nữa, đó là mặt dưới bán cầu phải. Sở dĩ mặt dưới nhìn từ trong ra cũng thấy là bởi vì nó nghiêng vào trong, ngoài hướng xuống dưới thì mặt dưới nó còn nghiêng vào trong, thì đây là mặt trong và đây là mặt đây là mặt dưới, còn đây là mặt trong, và một cái mặt nữa là mặt trên ngoài. Thế thì ở trên bề mặt các bán cầu ấy, trên bề mặt các bán cầu thì nó có nhiều cái rãnh não. Đây là những rãnh não. Những rãnh não là một cái hình thức bề mặt bán cầu nó gấp nếp lại, nó gấp lại để tăng cái diện tích bề mặt ấy. À, thì giữa các nếp gấp là những cái rãnh ngắn, ta gọi chung là rãnh não. Thì có nhiều cái rãnh não, nhưng mà những cái rãnh mà nào, rãnh não nào mà nó nằm ở giữa năm cái thủy não ấy, thì ta gọi là các rãnh gian thủy. Thì trước hết ta cần biết những cái rãnh gian thủy sau đây này. Như chúng ta biết là não được chia thành năm thủy. Thứ nhất là năm cái thủy, nhìn trên mặt ngoài ta thấy được bốn cái thủy tương ứng với cái vùng xương, bốn cái xương vòm sọ đấy. Đó là thủy chẩm phía sau này, thủy đỉnh quãng giữa theo chiều trước sau này, thủy đỉnh, thủy trán phía trước này, và thủy thái dương phía dưới bên này. Thì năm cái thủy ở mặt ngoài ấy chính là gọi tên những cái xương tương ứng mà chùm lên những cái thủy não đó. Thì trán này thì là dưới xương trán, thì đỉnh tương ứng ở dưới xương đỉnh, thì chẩm thế và thủy thái dương. Và năm cái thủy não, bốn cái thủy não trán, đỉnh, chẩm, thái dương thì nó nằm ở mặt ngoài bán cầu là chính. Nhưng mà ngoài, nằm ở mặt ngoài bán cầu thì bốn cái thủy đó còn cuộn quanh cái bờ trên, đây là bờ trên và bờ dưới bán cầu. Nó cuộn quanh các cái bờ trên và dưới bán cầu để nó cuộn vào mặt dưới và mặt trong bán cầu. Và như vậy bốn cái thủy trán, đỉnh, chẩm, thái dương ấy còn nằm cả ở mặt trong và dưới nữa. Và khi vào mặt trong và mặt dưới thì bốn cái thủy đây, trán đây, đây là mặt trong thủy trán, đây là mặt trong thủy đỉnh, đây là mặt trong thủy chẩm. Thì chán đỉnh chẩm nó cuộn qua cái bờ trên để vào mặt trong, và thủy thái dương còn cuộn qua mặt dưới, cuộn qua cái bờ dưới đây
để xuống mặt dưới. Thì khi cuộn vào mặt trong và mặt dưới đấy, thì bốn cái thùy đó vây quanh cái thùy thứ năm, nó gọi là thùy viền. Thùy viền thì đây là hai phần chính thùy viền, này là gồm có cái hồi đai nó tạo nên, hồi đai ở mặt trong và hồi hải mã ở mặt dưới. Hồi hải mã đây cộng cái hồi đai ở mặt trong thì tạo thành một cái thùy thứ năm mà bị bốn cái thùy kia vây quanh. Thì cái thùy thứ năm này ta gọi là thùy viền. Viền. Tại sao gọi là viền? Bởi vì nó viền quanh các mép nối hai bán cầu và gian não. Thì những cái rãnh não nào mà ngăn năm cái thùy đó thì ta gọi là rãnh gian thùy. Đấy, như vậy có năm thùy não và những cái rãnh não mà nằm giữa năm thùy thì gọi là cái rãnh gian thùy. Thì trước hết ta xem có những rãnh gian thùy nào. Thứ nhất ở mặt ngoài bán cầu ấy, thì ta có một cái rãnh chạy từ bờ trên hướng xuống dưới ra trước. À, nó chả nằm ở giữa mặt ngoài luôn, giữa mặt ngoài bán cầu theo chiều đi, chạy theo chiều trên dưới. Nó ở giữa theo hướng trước sau ấy, thì nó nằm có giữa phía trước và phía sau. Thì rãnh này nó gọi là rãnh trung tâm. Cái rãnh trung tâm ở mặt ngoài này ấy, thì sẽ ngăn cái thùy chán ở phía trước với thùy đỉnh ở phía sau. Thì ngăn với nhau bằng cái rãnh trung tâm. Cũng ở mặt ngoài này, ta có một cái rãnh từ bờ dưới chạy lên trên ra sau. Đây là cái nhánh chính của rãnh đó thôi. Thì cái rãnh này ta gọi là rãnh bên. Rãnh bên từ mặt dưới nó chạy lên, xong nó lên đến mặt ngoài đây. Xong nó cho những cái chẽ chạy lên, chẽ chạy ra trước và chẽ chạy tiếp ra sau đây. Thì cái rãnh bên này sẽ ngăn cái thùy thái dương ở dưới đây với phía trên của rãnh bên đấy, chính là hai thùy chán và đỉnh. Đấy, rãnh bên thì ngăn các thùy chán và đỉnh với thùy thái dương. Cũng ở mặt ngoài, ta thấy cái phần ngoài của một cái rãnh thứ ba, đó là rãnh đỉnh trầm. Rãnh đỉnh trầm này nó nằm ở mặt trong là chính, nhưng nó nhô ra mặt ngoài một đoạn ngắn như này. Thì cái đoạn ngắn ở mặt ngoài của rãnh đỉnh trầm ấy, thì ngăn thùy trầm ở phía sau với cái thùy đỉnh ở phía trước. Vì ngăn đỉnh với trầm ở mặt ngoài thì nó gọi là rãnh đỉnh trầm ở mặt ngoài. Hay ta còn gọi còn phân biệt là rãnh đỉnh trầm ngoài đấy, để phân biệt với rãnh đỉnh trầm trong, tức là đoạn nằm ở mặt ngoài này. Đấy, ở mặt ngoài thì chúng ta có ba cái rãnh gian thùy như vậy. Thì ba cái rãnh này sẽ ngăn cách cái phần nằm trên mặt ngoài của bốn cái thùy não: trán, đỉnh, xanh đây, trầm đây và thái dương. Xuống đến mặt trong và mặt dưới thì chúng ta thấy là ở mặt trong ấy, ta có một cái rãnh này. Đây là cái hồi đai của thùy thứ năm, thùy viền đây. Còn đây là mặt trong thùy chán và thùy đỉnh. Thế thì giữa hồi đai thùy viền và mặt trong thùy chán đỉnh ấy, thì có một cái rãnh ngăn. Rãnh đó gọi là rãnh đai. Đây là rãnh đai, nó đi như này. Ở trên rãnh đai sẽ là thùy chán đỉnh và dưới rãnh đai sẽ là hồi đai của thùy viền. Khi rãnh đai kết thúc chạy lên bờ trên bán cầu thì tiếp theo nó chạy ra sau sẽ là một cái rãnh nằm bên dưới thùy đỉnh, vì thế nó gọi là rãnh dưới đỉnh. Và mặt trong này chúng ta nhìn thấy một cái rãnh nữa dài hơn cái rãnh ở mặt ngoài, rãnh đỉnh trầm ngoài, à đỉnh trầm trong. Chính rãnh đỉnh trầm trong này liên tiếp với rãnh đỉnh trầm ngoài nhé, liên tiếp nhau tại bờ trên này. Thì cái đoạn ở mặt trong dài hơn thì nó ngăn cách mặt trong của thùy trầm
với mặt trong thì đỉnh. Tóm lại mặt trong có 3 rãnh gian thùy là đỉnh chập, trong dưới đỉnh là 2. Dưới đỉnh là ngăn vẫn là thùy hồi đai thùy viền với mặt trong thùy đỉnh, và cái rãnh thứ 3 là rãnh đai là ngăn cách hồi đai với mặt trong các thùy chán đỉnh. Còn ở mặt dưới thì mặt dưới nếu nhìn trực diện phía dưới này, chúng ta biết đây là mặt dưới thì đây là mặt dưới thì thái dương, đây là đầu trước thì thái dương, đây là bờ dưới của bán cầu đây. Thì qua cái bờ dưới bán cầu thì thái dương nó có một cái phần nằm ở mặt ngoài và một cái phần nằm ở mặt dưới. Thì cái mặt dưới thì thái dương ấy được ngăn cách, đây là cái hồi hải mã của thủy viền, hồi hải mã hay là hồi cạnh hải mã đấy nhá, của thủy viền. Thì cái đây là hồi cạnh hải mã, thì hai cái hồi cạnh hải mã của thủy viền thì ngăn cách với cái hồi cái thủy thái dương, bởi cái rãnh này là ta gọi là rãnh biên phụ. Biên phụ bên ngoài rãnh biên phụ là thuộc thủy thái dương, còn bên trong rãnh biên phụ là hồi đai của thủy viền. Ngoài ra ở mặt dưới này ta còn có một cái phần đầu của rãnh biên nó sâu, gọi là hố não biên, thì ngăn cách đây là mặt dưới của thủy chán, phần ổ mắt của thủy chán đây, mặt dưới với mặt dưới của thủy thái dương, thì ngăn cách nhau một cái đoạn đầu rãnh biên ta gọi là hố não biên. Đấy là các rãnh gian thùy để nó ngăn cách năm cái thùy não. Ngoài năm cái thùy não còn có một vùng não mà nằm vùi ở giữa ba cái thùy, nằm ở đáy rãnh biên và bị vùi lấp bởi thùy chán, thùy đỉnh và thùy thái dương, và nó ngăn với thùy chán, đỉnh và thái dương bằng một cái rãnh chạy vòng tròn, nó gọi là rãnh vòng đảo đấy. Thì cái vùng não này ta gọi là đảo, nhưng mà trong tiếng Việt ta quen gọi là thùy đảo. Đấy, nó nằm ở đáy rãnh biên và bị vây quanh bởi ba cái thùy chán, đỉnh và thái dương. Thế bây giờ tôi xin tả kỹ về năm cái thùy não. Cái thùy thứ nhất là thùy chán, mà nhìn ta thấy là thùy chán này nằm trên cả ba mặt của bán cầu, màu đỏ đấy. Thì ngoài nằm trên mặt ngoài mà ta thấy ở đây thì nó còn nằm ở cả mặt dưới và mặt trong nữa. Thì nếu nói riêng trên mặt ngoài ấy, thì nó được giới hạn bởi phía sau của nó là rãnh trung tâm. Đấy, phía sau màu đỏ đây là rãnh trung tâm để ngăn nó với thùy đỉnh. Còn phía dưới cái vùng đỏ này chính là rãnh biên, thì ngăn cách cái thùy chán vùng đỏ này với cái thái dương màu cam đây, thùy thái dương. Đấy, cái mặt ngoài là như vậy, mặt ngoài giới hạn bởi rãnh trung tâm ở phía sau và rãnh biên ở phía dưới. Trong phạm vi mặt ngoài của cái thùy chán thì nó có thêm ba cái rãnh. Một ấy là cái rãnh chạy trước rãnh trung tâm, song song và trước rãnh trung tâm theo hướng trên dưới này. Rãnh này ta gọi là rãnh trước trung tâm. Cái rãnh trước trung tâm này đấy, chạy song song trước cái rãnh trung tâm. Ở trước rãnh trung tâm ta có hai cái rãnh chạy theo chiều trước sau, đó là rãnh chán trên và rãnh chán dưới. Thế thì ba cái rãnh trên mặt ngoài, chán trên, chán dưới và trước trung tâm ấy, thì sẽ chia cái mặt ngoài thành bốn cái hồi não, bốn cái hồi. Đó là hồi trước trung tâm. Hồi trước trung tâm đây là chính là cái vùng vỏ vận động của đại não.
Và trước cái hồi trước trung tâm chúng ta có ba cái hồi chán. Từ trên xuống dưới ta gọi là hồi chán trên, hồi chán giữa, hồi chán trên tức là nằm trên cái rãnh chán trên, hồi chán giữa tức là nằm giữa hai cái rãnh chán trên và dưới, và hồi chán dưới. Đấy là mặt trong, mặt ngoài thì chán. Ở cái mặt trong thì chán đấy, ta gọi là hồi chán trong. Cái hồi chán trong và mặt trong thì chán thì được ngăn cách với cái hồi đai của thủy viền bằng cái rãnh đai. Còn mặt dưới thủy chán ấy, thì nó không có gì đặc biệt, thì được ngăn cách với mặt dưới của thủy thái dương đây bằng cái đoạn đầu của rãnh bên, gọi là hố não bên. Và cái mặt dưới thủy chán này nó có cái rãnh chạy dọc, nó gọi là rãnh khíu đấy, để chia cái mặt dưới thủy chán thành hai cái phần. Cái phần phía trong cái rãnh khíu này thì nó gọi là hồi thẳng rãnh khíu. Còn bản thân rãnh khíu này thì nó có cái hành khíu và giải khíu, nó nằm ở trong cái rãnh đó. Còn bên ngoài cái rãnh khíu thì ta có các cái múi não, nó gọi là các hồi ổ mắt của thủy chán, các hồi ổ mắt. Vậy ta sang đến thủy não tiếp theo, tức là thủy đỉnh. Thủy đỉnh thì về giới hạn, thì về vị trí ta thấy nó nằm ở mặt hai mặt thôi. Thủy chán nằm trên cả ba mặt, thì thủy đỉnh chỉ có ở trên mặt ngoài và mặt trong, mặt dưới không có. Và hai cái phần thủy đỉnh trên mặt ngoài và mặt trong thì liên tiếp nhau qua bờ trên. Bờ trên chính là cái bờ ngăn cách hai cái phần của thủy đỉnh trên mặt ngoài và mặt trong. Về giới hạn thì thủy đỉnh được giới hạn phía trước đây là bởi rãnh trung tâm. Đấy. Từ rãnh trung tâm hắt ra sau là thủy đỉnh rồi, còn hắt ra trước là chán. Còn giới hạn phía sau của nó trên mặt ngoài đây chính là rãnh đỉnh trầm. Còn giới hạn phía dưới thì nó ngăn cách với thủy thái dương cũng bằng rãnh trung tâm. Như vậy giới hạn mặt ngoài thì đỉnh là rãnh trung tâm ở trước, rãnh bên ở dưới và rãnh đỉnh trầm ở sau. Thì trên cái mặt ngoài thì đỉnh này nó có hai, nó có thêm hai cái rãnh, đó là rãnh sau trung tâm và một cái rãnh nữa gọi là rãnh nội đỉnh. Rãnh sau trung tâm thì chạy chiều trên dưới, và rãnh nội đỉnh thì chạy theo chiều trước sau. Hai cái rãnh này nối nhau tạo thành hình chữ T nằm sấp xuống đấy. À. Thì như vậy hai cái rãnh nội đỉnh và sau trung tâm sẽ chia mặt ngoài thì đỉnh ra thành ba cái vùng. Cái vùng trước rãnh sau trung tâm, giữa rãnh sau trung tâm và rãnh trung tâm đây ta gọi là hồi sau trung tâm. Thì cái hồi sau trung tâm này chính là cái vùng, hồi sau trung tâm này chính là vùng cảm giác thân thể. Cảm giác thân thể cho đầu mặt và phía trên đấy. Còn cái hồi trước trung tâm chính là vùng vận động, cũng cho đầu mặt và chi trên. Còn hai cái vùng còn lại nằm lần lượt ở trên và dưới cái rãnh nội đỉnh, thì nó gọi là tiểu thùy đỉnh trên và tiểu thùy đỉnh dưới. Đấy là mặt ngoài thùy đỉnh. Còn mặt trong thùy đỉnh đây, mặt trong thùy đỉnh ta gọi là có hồi thì được ngăn cách với cái thùy trầm phía sau bằng cái rãnh đỉnh trầm, ngăn cách với đoạn với tiểu thùy cạnh trung tâm ở phía trước bởi cái đoạn cuối của rãnh đai, và ngăn cách với hồi đai ở phía dưới bằng cái rãnh này là rãnh dưới đỉnh. Thì vì mặt trong thùy trầm tí nó gọi là hồi chiêm, thì cái mặt trong thùy đỉnh đây ta gọi là hồi trước chiêm. Cái hồi trước chiêm của thùy đỉnh ấy, ta có một cái vùng não ta gọi là tiểu thùy
cạnh trung tâm. Thì cái vùng tiểu thủy cạnh trung tâm này chính là liên tiếp với hai cái hồi ở mặt ngoài, đó là hồi trước trung tâm của thủy đỉnh, của thủy chán, và cái hồi sau trung tâm của thủy đỉnh. Thì cái tiểu thủy cạnh trung tâm này nó liên tiếp với hai cái hồi ở mặt ngoài, hồi trước và sau trung tâm ở mặt ngoài, và nó cũng chính là những vùng vỏ vận động và cảm giác cho chi dưới. Đấy là thủy đỉnh nhá. Còn về thủy chẩm, thủy chẩm nằm trên cả ba mặt, đây là mặt ngoài thì không có gì đặc biệt. Mặt ngoài thủy chẩm ấy thì được ngăn cách với hai cái thủy đỉnh và thái dương ấy bằng một cái rãnh không đầy đủ, đó là rãnh rất ngắn rồi, đó là rãnh đỉnh chẩm ngoài. Còn mặt trong thủy chẩm ấy thì nó giống như một cái nêm, có hình nêm, nêm hay là ta gọi là chêm ấy. Đây ta gọi là hồi cái mặt trong thủy chẩm ta gọi là hồi chiêm. Thì cái hồi chiêm này nó nằm kẹp giữa hai cái rãnh là rãnh đỉnh chẩm trong, ngăn cái hồi chiêm này với cái hồi trước chiêm của thì đỉnh, và một cái rãnh nữa ở mặt trong để giới hạn những cái hồi chiêm, đó là rãnh cựa, là cái rãnh nằm trong nội bộ thì chẩm. Còn cái mặt dưới của thì chẩm ấy, như đây, đây là mặt dưới thì chẩm, thì không có ranh giới với mặt dưới của thì thái dương, và nó cùng với mặt dưới của thì thái dương tạo nên hai cái hồi chẩm thái dương. Đây là chẩm thái dương ngoài, ở đây là hồi chẩm thái dương trong, chẩm thái dương trong và chẩm thái dương ngoài. Thì hai cái hồi chẩm thái dương là đều do cả mặt dưới thì chẩm và thì thái dương tạo nên, và được ngăn cách nhau một cái rãnh này, ta gọi là rãnh chẩm thái dương. Còn riêng cái phần mặt dưới thì chẩm mà liên tiếp cái đầu sau của hồi cạnh hải mã đây thì ta gọi là hồi lưỡi. Còn đối với thủy thái dương thì ta thấy nó nằm cả ở hai, nó nằm trên hai mặt thôi, mặt ngoài và mặt dưới, còn trên mặt trong là không có. Cái mặt ngoài thì thái dương ấy thì được ngăn cách với cái thì trán và đỉnh ở phía trên bởi cái rãnh bên, và được ngăn cách không hoàn toàn và không có ranh giới với thì chẩm phía sau. Và trên mặt ngoài thì thái dương thì có hai cái rãnh thái dương, là rãnh thái dương trên, rãnh thái dương trên và rãnh thái dương dưới. Thì hai cái rãnh thái dương trên và dưới này thì chia mặt ngoài thì thái dương thành ba cái hồi thái dương, hồi thái dương trên, hồi thái dương giữa và hồi thái dương dưới. Ba cái hồi thái dương trên, giữa, dưới. Và hồi thái dương dưới là cái hồi thấp nhất ở mặt ngoài thì liên tiếp cái mặt dưới thì thái dương qua cái bờ dưới này. Thì ở mặt dưới, cái hồi mặt dưới thì thái dương ấy, đây là bờ dưới, thì nó có hai cái hồi chẩm thái dương liên tiếp giữa chẩm và thái dương, giữa chẩm phía sau và thái dương phía trước, nó gọi là chẩm thái dương ngoài và chẩm thái dương trong. Thì cái mặt dưới thì thái dương ngăn cách với, đây là hồi hải mã, hồi cạnh hải mã của thủy viền đấy, bằng cái rãnh này ta gọi là rãnh bên phụ.
còn phía đầu trước ấy, mặt dưới thùy dương được ngăn cách cái mặt dưới thùy chán qua cái đoạn đầu của rãnh bên, ta gọi là hố não bên. Thế bây giờ ta đi vào cái thùy cuối cùng, tức là thùy viền. Thùy viền thì nó nằm ở mặt trong và mặt dưới của bán cầu. Và khi mà nằm ở mặt trong với mặt dưới của bán cầu đấy, thì cái thùy viền này vây quanh cái thể chai, vây quanh các mép dàn bán cầu và dàn não. Thì cái thùy viền này gồm 3 phần. Cái phần nằm ở mặt trong đấy nó gọi là hồi đai. Đấy, nó chạy vòng quanh cái lưng thủy chai. Và như đã nói ở trước là được ngăn với thủy chán và thủy đỉnh bằng cái rãnh đai. Và rãnh ngăn với thủy chán bằng rãnh đai. Và ngăn với thủy đỉnh đây là bằng cái rãnh bên phụ, rãnh dưới đỉnh. Đúng. Còn cái thủy cái hồi phần thứ hai đó là hồi cạnh hải mã thì nằm ở mặt dưới. Thì cái hồi cạnh hải mã được ngăn cách với thủy tây dương bằng cái rãnh bên phụ vừa nói xong. Và cái phần thứ ba của thủy viền ấy, nó là nằm ở ngay bên dưới cái mỏ thể chai. Cái vùng này ta gọi là diện dưới chai hay là vùng dưới chai. Thì nằm ngay bên dưới cái mỏ thể chai. Và nó liên tiếp với cái đầu trước của cái hồi đai. Như vậy là cái thủy viền là một cái vùng não chạy vòng tròn. Thế là đấy là tôi khái quát qua cái hình thể trong, hình thể của ngoài của gian não. Tôi nói sơ qua về cấu tạo và hình thể trong của gian não. Về cấu tạo của đại não. Thì về cấu tạo ấy, thì đại não nó gồm cũng giống như là các phần não khác, thì cũng có chất xám và chất trắng. Cái chất xám của đại não ấy, thì nó nằm ở hai nơi, một là vỏ đại não. Vỏ đại não. Chất xám vỏ đại não thì nó được tăng diện tích bề mặt lên, giờ có cái rãnh não, rất nhiều rãnh não làm cho cái diện tích chất xám, diện tích bề mặt vỏ đại não tăng lên rất nhiều lần. Và chất xám và những thân neuron ở vỏ đại não thì những chất xám của vỏ não tạo nên những cái vùng chức năng não mà ta đã nói nhắc qua ở phần hình thể ngoài, tức là nếu vùng hồi trước trung tâm nhỉ, thì là vùng vỏ vận động. Hồi sau trung tâm là vùng vỏ cảm giác. Và cái tiểu thùy cạnh trung tâm ấy, ở mặt trong ấy, chính là vùng vỏ vận động cảm giác cho phía dưới, vân vân. Đấy là vị trí thứ nhất, chất xám của đại não là nằm ở vỏ đại não. Cái vị trí chất xám thứ hai đó là các nhân sâu ở bên trong đại não. Các nhân sâu bên trong đại não ấy, thì nó có hai cái nhân chính, đó là nhân bèo và nhân đuôi. Đây là khối nhân sâu bên trong đại não, hai nhân bèo và đuôi, nhìn từ ngoài vào. Và cái đỏ đỏ là một cái khối của gian não, nó gọi là đồi thị, thì nó không thuộc đại não. Đây là ta nhìn từ ngoài vào thì ta thấy hai cái khối nhân sâu bên trong đại não, đó là nhân bèo và nhân đuôi. Thì nhân bèo thì nó nằm thế nào? Nhân bèo hay còn gọi là nhân thấu kính ấy, vì nó có hình thấu kính. Thì đây chết, đây là mặt cắt nằm ngang. Thì trên mặt cắt nằm ngang và đứng dọc ấy, nó đều có hình tam giác. Và thì cái mặt nhân bèo thì nằm ngoài đồi thị, nhưng mà được ngăn cách. Đây là đồi thị, mặt cắt đồi thị đấy. Còn đây là nhân bèo đấy. Đấy, nó là ngoài đồi thị và được ngăn cách với đồi thị bởi cái gọi là bao trong.
Đấy, được ngăn cách với đồi thị và cái đầu nhân đuôi bởi cái bao trong. Đây là thiết đồ nằm ngang, thì đây là đầu nhân đuôi, đây là đồi thị, đây là nhân bèo. Thì nó ngăn cách với đầu nhân đuôi và đồi thị bởi cái bao trong. Cụ thể là giữa nó và đầu nhân đuôi là cái trụ trước của bao trong. Giữa nhân bèo đấy và nhân đầu nhân đuôi thì đây là trụ trước bao trong, còn giữa nhân bèo và đồi thị chính là trụ sau của bao trong. Còn phía mặt ngoài nhân bèo ấy, là cái nhân là một cái giải chất trắng, nó gọi là bao bao ngoài. Và ngoài nữa, ngoài bao ngoài sẽ là một cái nhân xám, đó là nhân trước tường. Và ngoài nhân trước tường nữa sẽ là cái giải chất trắng nữa, nó gọi là bao ngoài cùng. Như vậy, mặt ngoài nhân bèo ấy, là sẽ có nhân trước tường, và kẹp giữa hai mặt của nhân trước tường là hai cái bao ngoài và ngoài cùng. Thế đấy là nhân bèo nhé. Đầu trước nhân bèo nó nối với đầu nhân đuôi. Thế còn cái nhân đuôi thì nó có hình dấu phẩy này này. Đấy. Thì nó có một đầu hướng ra trước, cái đuôi cũng hướng ra trước. Đây là đuôi đây. Đầu và đuôi hướng ra trước, và giữa đầu và đuôi là thân. Thì nó có một cái mặt lõm, nó ôm lấy đồi thị và cái bao trong, và một cái mặt lồi. Đây là nhân đuôi, cái mặt lồi của nó. Mặt lồi của nó thì bị cái não thất bên nó vây quanh. Và đầu trước nhân đuôi thì nối với đầu trước của nhân bèo. Đấy. Cái đuôi nhắc lại có đầu này, có thân. Thì thân nhân đuôi thì nó áp vào đồi thị. Đó. Áp vào mặt trên ngoài của đồi thị. Còn đuôi nhân đuôi thì nằm dưới đồi thị. Đấy, đầu nhân đuôi nằm trước đồi thị. À. Thì ta biết là giữa đầu nhân đuôi và nhân bèo ấy, thì ta có cái trụ trước của bao có trong. Thế ngoài nhân bèo nhân đuôi ấy, thì chất xám trong đại não thì còn có bên chất xám nằm dưới vỏ đại não, còn có cái nhân trước tường. À. Thì tất cả những nhân đó, nhân bèo, nhân đuôi, nhân trước tường và cả cái thể hạnh nhân nằm ở trong cái móc của hồi cạnh hải mã đấy, thì tao gọi là đấy là các nhân nền của đại não. Thì đây là về chất xám. Về chất trắng của đại não ấy, thì đây là một cái thiết đồ não nữa, đây là thiết đồ đứng ngang qua đại não, vừa nãy là nằm ngang. Đây là nhân bèo đây, đây là đuôi thị đây, đây là nhân đuôi đây, ở đây là bao bao trong đây. Chất trắng của đại não thì nó tạo nên bởi những cái sợi, sợi trục thần kinh. Thì nó có ba cái loại sợi, là những sợi mép, sợi liên hợp và sợi phóng chiếu. Thì những sợi mép ấy, gọi là mép, là những sợi mà nối đi từ vỏ bán cầu đại não bên này sang vỏ bán cầu đại não bên kia và phải đi qua đường giữa. Và tất cả những sợi đó khi đi qua đường giữa thì tạo nên cái mép nối hai bán cầu. Mà cái mép nối lớn nhất chính là cái thể trai. Đấy, có ba loại sợi tạo nên chất trắng của đại não nhé. Loại sợi thứ nhất là cái mép, thì tạo nên cái mép to nhất là thể trai. Đấy, loại sợi thứ hai tức là sợi liên hợp, thì nó nối những cái vùng của cùng một bán cầu với nhau. Đấy, những cái sợi liên hợp. Và loại sợi thứ ba tức là những sợi phóng chiếu, là những sợi mà từ đồi thị đi lên vỏ đại não và từ vỏ đại não đi xuống những vùng não thấp hơn,
những sợi từ đồi thị lên vỏ đáy não, tức là những sợi cảm giác, còn những sợi từ vỏ đáy não đi xuống những vùng não thấp hơn ấy. Mà như đã vừa nói là đi xuống để tạo thành cái giải tháp ấy, với ba loại sợi: vỏ cầu, vỏ tủy, vỏ nhân ấy. Thì những sợi đó gồm cả sợi cảm giác và vận động thì đi qua một cái vùng nằm giữa nhân bèo phía ngoài, nhân đuôi và đồi thị ở phía trong, thì cái vùng đó ta gọi là bao trong. Bao trong đây, bao trong. Thì trên mặt cắt nằm ngang ấy, ta thấy là bao trong nó gồm, nó hình chữ V. Thì cái nét trước chữ V đây thì ta gọi là trụ trước. Cái đỉnh chữ V hướng vào trong đây ta gọi là gối của bao trong. Còn nét sau chữ V thì ta gọi là trụ sau bao trong. Còn sau cái nét sau chữ V thì ta còn có cái phần ta gọi là phần sau bèo của bao trong. Còn ở dưới nhân bèo, trên mặt cắt đứng ngang ấy, ta sẽ thấy cái phần nằm dưới nhân bèo ta gọi là phần dưới bèo của bao trong. Đấy, thì bao trong là chính là do những sợi vận động một cảm giác sẽ ly tâm và hướng tâm ấy, từ não đại não đi xuống và từ đồi thị lên đại não, đồi thị là thông gian não, thì tất cả những sợi đó thì tạo nên cái bao trong. Đấy là cái phần cấu tạo thứ hai của đại não. Tôi nhắc lại là chất trắng, phần thứ nhất là chất xám, phần thứ hai là chất trắng. Và cái phần thứ ba để cấu tạo nên đại não, đó là một khoang rỗng chứa dịch não tủy, đó là não thất bên. Thì đây là hình chiếu não thất bên lên bề mặt. Thì cái não thất bên ấy, nó nằm trong, có hai não thất bên nằm trong hai bán cầu. Và cả hai cái não thất bên ở trong hai bán cầu đều thông với cái não thất ở trên đường giữa, nằm ở giữa dàn não, đó là não thất ba, qua cái lỗ gian não thất, qua hai cái lỗ gian não thất thì não thất ba thông với hai cái não thất bên. Thì mỗi cái não thất bên ấy nó sẽ ôm quanh cái nhân đuôi và đồi thị. Và mỗi não thất bên ấy thì nó gồm 4 phần. Phần từ lỗ gian não thất ra trước của mỗi não thất bên thì ăn vào phía trán, thì nó gọi là sừng trán. Cái phần não thất bên mà ăn ra trước xương dưới vào thùy thái dương, ta gọi là sừng thái dương. Cái phần não thất bên mà từ ăn ra sau vào thùy chẩm, ta gọi là sừng chẩm. Cái phần giữa sừng thái dương và sừng chẩm mà chạy ra trước đến cái đến chỗ nối với sừng chán ở phía trước, từ lỗ gian não thất ra trước ấy, thì phần này ta gọi là phần trung tâm não thất bên. Và chỗ gặp nhau giữa phần trung tâm não thất bên với sừng chẩm và sừng thái dương ấy, chỗ này ta gọi là tam giác bên, hay là ngã ba. Đây có 4 phần nhé: sừng chán là 1, sừng thái dương là 2, sừng chẩm là 3, thân là 4. Thân là từ lỗ gian não thất chạy ra sau đến cái tam giác bên. Còn não thất bên nhắc lại là thông với não thất ba qua cái lỗ gian não thất. Đây, cái thể chai đây chính là tạo nên bởi những cái sợi băng ngang qua giữa hai bán cầu. Thì cái não thất này thì trên cái đồ đứng ngang qua não thì ta cắt qua đây là não thất bên, à thân não thất bên.
phía dưới là ta cắt qua nó thân biên một lần nữa, tức là cắt qua sừng thái dương nó thân biên. Đối với cái thân não thất biên ấy, thì ta thấy cái sàn nó có ba cái thành, thành phía dưới tức là sàn đây thì cho đây là vùng mặt trên tủy thị và cái thân nhân đuôi nó tạo nên. Còn cái thành phía trên tức là trần của thân não thất biên đấy chính là do tủy chai và dưới tủy chai. Còn cái thành phía trong ấy chính là cái vách trong suốt mà nối giữa tủy chai với vòm tức là tủy tam giác. Thì đây là thân não thất biên. Còn trên thiết đồ đứng ngang này thì ta cắt qua đây là sừng thái dương não thất biên, thì nó có hai thành, đây là thành trên ngoài. Thành trên ngoài thì tạo nên cũng bởi các sợi của thủy chai và đây là đuôi nhân đuôi, đuôi nhân đuôi. Còn cái thành dưới trong thì tạo nên bởi cái hải mã này chứ không phải là hồi cạnh hải mã, nhưng hải mã là cái vùi trong sàn của não thất biên. Về hải mã tức là cái sừng á mông đấy. Vào thế đấy là còn trên thiết đồ nằm ngang ta cắt qua hai vị trí của não thất biên, đó là sừng trán và ngã ba, và từ ngã ba ra sau thì đây là sừng chẩm. Thì cái sừng trán não thất biên trên thiết đồ nằm ngang này thì cái thành trên ngoài của nó đây. À, thành trong đây vẫn là vách trong suốt. Đấy. Đấy. Thành trước, thành trên và ngoài chính là vẫn là thủy chai, và thành dưới và trong là đầu nhân đuôi. Còn ngã ba đây thì nằm ở sau cái đuôi, cái thân nhân đuôi. Và từ ngã ba đi ra sau thì đây chính là sừng chẩm não thất biên. Có bạn hỏi về cái thì đảo, tôi xin trả lời thế này, cái chữ thì để gọi thì đảo ấy là ta quen gọi thôi, cái thực ra nó gọi là đảo thôi, nó tiếng Latin nó gọi là insula, insula tức là đảo, nó không có chữ lốp bờ, nó gọi là đảo. Thì nó không nằm trong năm cái thùy mà ta vừa nói, trán đỉnh chẩm thái dương và viền là năm cái thùy chính thức. Còn ngoài ra có một vùng chơ vơ ở đáy dĩnh biên này thì cái này ta gọi là đảo. Thế thì cái bài của tôi hôm nay là đến đây là hết nhé. Ừ. Thì bây giờ cái bạn nào mà lớp trưởng ấy, thì nếu có muốn liên hệ tiếp với tôi thì liên hệ qua cái số điện thoại là 0989 400 627 hoặc
hoặc là cái số cái địa chỉ email tức là huynv09a@yahoo.com. Thì các em muốn liên hệ gì thì hoặc là gọi điện hoặc là qua email đấy, tôi sẽ giải thích thêm nhé. Thì bây giờ là xin chào, bài tôi đến đây là hết. Chào thầy ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Chào nhá. Thầy ạ. Vâng.